Tạp chí Kinh tế và Tiêu dùng xin kính chào quý vị khán giả. Thưa quý vị, tháng 8 ghi nhận rất nhiều sự kiện kinh tế đáng chú ý có hiệu lực. Đầu tiên phải kể đến Hiệp định EVFTA giữa Việt Nam và EU có hiệu lực từ ngày 1 tháng 8. Các doanh nghiệp, đặc biệt là các doanh nghiệp xuất khẩu nông sản sẽ phải thay đổi những gì để tận dụng tốt nhất ưu đãi mà Hiệp định này đem lại. Chúng ta sẽ cùng tìm hiểu qua câu chuyện kinh tế tuần này. Trước tiên, xin mời quý vị và các bạn cùng điểm qua những thông tin kinh tế và tiêu dùng đáng chú ý trong tuần. Ngân hàng Nhà nước vừa thông báo giảm thêm một số lãi suất điều hành với mức điều chỉnh 0,2 đến 0,5% một năm từ ngày 1 tháng 8. Theo đó, thì lãi suất áp dụng cho tiền gửi dự trữ bắt buộc và vượt dự trữ bắt buộc bằng tiền đồng giảm 0,5 điểm phần trăm xuống còn 0,5% một năm. Trước đó, thì Ngân hàng Nhà nước cũng giảm một số lãi suất điều hành như tái cấp vốn hay tái chiết khấu trần lãi suất tiết kiệm để góp phần giảm lãi suất cho vay. Mức lãi suất tiền gửi của Kho bạc Nhà nước, Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam tại Ngân hàng Nhà nước giảm còn 0,8% một năm, tương đương mức giảm 0,2 điểm phần trăm. Từ ngày 1 tháng 8, lãi suất tiền gửi bằng Việt Nam đồng của Ngân hàng Phát triển Việt Nam, Ngân hàng Chính sách Xã hội, Quỹ Tín dụng Nhân dân và Tổ chức Tài chính vi mô tại Ngân hàng Nhà nước cũng giảm 0,2 điểm phần trăm, còn 0,8%. 6 tháng đầu năm, tăng trưởng tín dụng chỉ 2,8%, thấp hơn nhiều so với cùng kỳ. Trong bối cảnh hệ thống ngân hàng thừa tiền, việc giảm lãi suất dự trữ bắt buộc và không bắt buộc khi gửi tại Ngân hàng Nhà nước sẽ khuyến khích các nhà băng cung tiền ra thị trường. Dịch COVID-19 quay trở lại là ác mộng với các cơ sở kinh doanh lưu trú dịch vụ. Ở những con phố vẫn được xem là phố kim cương của thủ đô Hà Nội như phố Hàng Bè, Hàng Bạc hay là Đinh Liệt, nơi mà 1 m² đất có giá đến cả tỷ đồng, thì tình trạng cửa đóng then cài đã diễn ra. Anh Long, chủ một hostel cho thuê giường tầng cho khách nước ngoài, dẫn chúng tôi đi xem cơ sở của anh. Với 24 phòng, tương đương 140 chỗ nghỉ, giờ này năm ngoái, tỷ lệ lấp đầy luôn trên 90%, thì giờ chỉ còn 5%. Giá mỗi chỗ nghỉ cũng giảm từ 250.000 đồng một đêm xuống còn 100.000 đồng một đêm thì cũng không có khách. Để có chi phí vận hành, đơn vị đã quyết định xoay sở phục vụ thêm ăn sáng, thì bất ngờ làn sóng COVID-19 lần thứ hai xuất hiện. Chúng tôi cũng cố gắng bươn chải để có được những cái công việc cho cán bộ, anh em nhân viên của công ty. Thì mặc dù là cái doanh thu thì nó cũng không thể bù đắp, nhưng chúng tôi cũng cố gắng hàng ngày. Chúng tôi cũng vừa hoạt động được 1,5 tháng. Cho đến nay thì dịch bệnh lại tiếp tục bùng phát. Đến bây giờ thì chúng tôi cũng đúng thật là chưa biết xoay sở như thế nào để tiếp tục. Trên các con phố của Hà Nội như là Gia Ngư, Đinh Liệt, Hàng Bè, tỷ lệ các cửa hàng, cửa hiệu đóng cửa là 70%. Với số 30% còn mở cửa, tình hình cũng không mấy sáng sủa. Mà hiện tại chúng tôi cố để mà trụ, nhưng mà ngày ngày chỉ được đổ khoảng 1-2 khách vào. Khách Tây du lịch thì hoàn toàn không có, kể cả miền Nam cũng không ra. Đấy, thế cho nên là trong cái chuyện buôn bán là rất là khó khăn. Vì hoàn cảnh bây giờ khó khăn, nhà cửa thì chật chội, nên thành thử ra vẫn phải dọn ra thôi. Biết là không bán được đâu thì nhưng mà vẫn phải dọn. Chỉ tính riêng 6 tháng đầu năm, tại quận Hoàng Kiếm, quận trung tâm nhất của thủ đô Hà Nội, doanh thu về du lịch đã giảm gần 65%. Có 390 doanh nghiệp và 1.155 hộ kinh doanh ngừng hoạt động, bỏ kinh doanh. Chính vì thế, phố cổ Hà Nội những ngày này tấp nập các biển hiệu sang nhượng, cho thuê dài hạn. Thậm chí, nhiều chủ nhà còn giao bán cả khách sạn của mình. Số liệu từ Bộ Xây dựng về thị trường nhà ở, bất động sản quý 2 cho thấy là lượng dự án du lịch nghỉ dưỡng được cấp phép tăng hơn so với quý 1, đặc biệt là ở những địa phương trọng điểm như là ở Khánh Hòa, Phú Yên, quý 1 không có dự án nào, nhưng quý 2 thì thêm 2 đến 3 dự án được cấp phép. Bộ Xây dựng cũng cho biết 668 căn condotel đã được Cục Giám định Nhà nước về chất lượng công trình xây dựng chấp thuận nghiệm thu và đưa vào sử dụng. Dù vậy, so với quý trước, số nghiệm thu chỉ bằng 27%. Quý này tiếp tục không có căn biệt thự du lịch nào được nghiệm thu, nhưng văn phòng kết hợp lưu trú từ 0 nhảy vọt lên 931 căn. Việc chưa rõ ràng trong cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất khiến Bộ Công an mới đây kiến nghị không chuyển đổi condotel thành nhà ở. Quan điểm này trái ngược với Bộ Tài nguyên và Môi trường muốn hợp thức hóa. Phía Bộ Xây dựng cho biết đang tiến hành sửa đổi, bổ sung luật, nghị định, quy định rõ về bất động sản du lịch nhằm lấp lỗ hổng pháp lý. Đến nay, cả nước có khoảng 82.900 căn hộ du lịch, 28.100 biệt thự du lịch, 15.660 nhà phố du lịch.
các dự án Condotel tập trung chủ yếu tại các địa phương có thế mạnh du lịch như Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Thanh Hóa, Bình Định, Khánh Hòa, Bình Thuận, Kiên Giang, Quảng Ninh, Bà Rịa, Vũng Tàu với tổng nguồn vốn đầu tư ước khoảng 100.000 tỷ đồng. Tuần qua, giá vàng thế giới và trong nước liên tục thiết lập các đỉnh mới. Tại thị trường vàng thế giới thì giá vàng vượt mức 2050 đô la Mỹ một ounce. Giá vàng trong nước cũng vượt mốc 62 triệu đồng một lượng. Giao dịch vàng cũng vì thế mà sôi động hơn. Nhiều chuyên gia dự báo là giá vàng sẽ còn tiếp tục tăng. Giá vàng thế giới kéo giá vàng trong nước thi nhau lập đỉnh. Hiện tại cái tình hình dịch đại dịch Covid vẫn đang diễn biến rất phức tạp và có những chiều hướng xấu theo ghi nhận của cả thế giới cũng như là tại Việt Nam. Ngoài ra thì trên thế giới tình hình leo thang kinh tế chính trị giữa Mỹ Trung vẫn còn đang rất là căng thẳng. Thì đó cũng là cái nguyên nhân chính mà đẩy cho giá vàng lên, mình có thể nói rằng là cao trào và lập một cái kỷ lục như ngày hôm nay. Cũng theo các chuyên gia, trong bối cảnh dịch Covid-19 bùng phát, đầu tư chứng khoán bất ổn, bất động sản sụt giảm, vàng sẽ là nơi các nhà đầu tư tìm đến, tạo động lực cho vàng thế giới và trong nước tiếp tục tăng. Tôi nghĩ rằng vàng có thể đạt tới là ở cái mức 2.200 đô la. Và sau đó nếu mà đạt được cái ngưỡng đó thì 2.500 đô la là cái đỉnh cao mà vàng có thể đạt được trong vòng 3 tháng tới. Ngoài 3 tháng tới, nếu mà tình hình dịch bệnh mà không kiểm soát được thì chúng ta cũng chưa biết là vàng sẽ đi đến một cái mức nào. Mà theo như một số những dự báo mà lạc quan nhất, vàng có thể lên tới mức 3.000 đến 4.000 đô la một ounce. Sau khi vàng tăng vọt, giao dịch trên thị trường vàng tiếp tục sôi động hơn khi khá nhiều người dân đến bán vàng chốt lời hoặc mua vàng để đầu tư tiếp. Lượng khách hàng giao dịch mua bán vàng hiện đang khá cân bằng, không tăng vọt một chiều nên các cơ sở kinh doanh vàng vẫn có đủ vàng đáp ứng nhu cầu giao dịch của người dân. Gojek, nền tảng dịch vụ và thanh toán theo yêu cầu di động hàng đầu khu vực Đông Nam Á, đã chính thức công bố ra mắt ứng dụng Gojek tại Việt Nam. Trước đó, hồi tháng 7 năm 2020, thì GoViet, một công ty con của Gojek, đã xóa thương hiệu để hợp nhất cùng với Gojek trong chiến lược dài hạn hơn ở Việt Nam. Theo đại diện của Gojek, thì ứng dụng Gojek mới sẽ giúp người dùng Việt Nam tiếp cận một hệ sinh thái đã phát triển gồm các nhà cung cấp hàng hóa và dịch vụ với hơn 150.000 đối tác tài xế và 80.000 nhà hàng tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh. Người dùng cũng có thể truy cập ứng dụng Gojek ở tất cả các quốc gia mà Gojek có hoạt động, bao gồm Việt Nam, Indonesia, Singapore và Thái Lan trong vài tuần tới. Hiệp định thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh châu Âu sẽ chính thức có hiệu lực từ ngày 1 tháng 8. Bên cạnh ngành công nghiệp hay dịch vụ thì nông nghiệp được đánh giá là hưởng lợi lớn nhất từ hiệp định EVFTA. Mới đây, gạo là một trong những mặt hàng đầu tiên được Ủy ban châu Âu cấp hạn ngạch nhập khẩu trong năm nay với số lượng là 80.000 tấn cho gạo xay sát, gạo chưa xay sát và gạo thơm. Với một sân chơi lớn như EU, nông dân và doanh nghiệp gạo đã có những sự chuẩn bị gì để đưa hàng hóa vào châu Âu? Mời quý vị cùng theo dõi phóng sự sau đây. Trước khi thu hoạch lúa, ông Bình sẽ phải nộp mẫu cho lực lượng ba cùng để test dư lượng. Đây là công việc mà ông và bà con ở đồng bằng sông Cửu Long đã làm trong 2 năm qua. Dù nhọc công hơn trước, nhưng nông dân được nhiều hơn mất. Sản phẩm của mình mà được sản xuất ra nhiều nước, mà nhất là những cái nước mà người ta giàu có đó, thì như vậy là người ta mua cái giá nó sẽ cao hơn. Thì nông dân mình bán nó sẽ được là giá cao, rồi làm tính ra lợi nhuận nó nhiều hơn. 4.0 rồi, người ta làm cái gì đó là bắt buộc là thế giới phải biết công nhận là cái sản phẩm mình làm ra phải cho sạch. Mình xuất khẩu được châu Âu, ví dụ như hiện như bản thân anh mà làm, ví dụ như mùa nay mà đạt mà xuất khẩu được châu Âu, anh phấn khởi chứ, vui chứ, sao không vui, người mình người Việt Nam mình làm được đó, phải vui chứ. Sản xuất lúa theo SAB, bộ tiêu chuẩn đầu tiên trên thế giới về sản xuất lúa gạo bền vững, là hướng mà hơn 7.500 nông dân đồng bằng sông Cửu Long đang áp dụng dưới sự hướng dẫn của tập đoàn Lộc Trời. SAB được ví như giấy thông hành vào EU. Với các sản xuất mới, đã tạo chuỗi cung ứng minh bạch cho cả quá trình từ sản xuất đến tiêu thụ, hạt gạo làm ra lại sạch. Chúng tôi có thể làm việc một cách bài bản, triển khai ổn định đối với bà con nông dân, kể cả đầu mua và đầu bán. Đây chính là một cái cách để chúng tôi tham gia thị trường chủ động và đảm bảo được cái sự ổn định và thúc đẩy cho việc phát triển lúa gạo bền vững, an toàn, chất lượng, truy xuất được nguồn gốc. Thường hay họp mặt nhau trao đổi kinh nghiệm, giúp đỡ nhau trong sản xuất. Vì vậy chúng tôi cũng hay họp mặt vào mỗi buổi sáng trước khi ra đồng để làm những cái việc
mà trước đây ít có khi nào làm, chính là trao đổi kinh nghiệm. Vị thế của nông dân sẽ thay đổi khi tự quyết định được người mua, không phụ thuộc vào thương lái. Sản xuất theo đơn đặt hàng, lợi nhuận của bà con vì thế tăng lên 30% so với bên ngoài. Kim ngạch xuất khẩu gạo cũng có thể tăng gấp 4 lần so với hiện nay do có giá bán tốt và hưởng được thuế quan 0%. Trước đây thì giá gạo Việt Nam khi xuất khẩu vào châu Âu thì có cái mức thuế xuất cho cái nhà nhập khẩu phải đóng thuế từ 5 tới 45%. Thế cho nên là gạo Việt Nam rất khó cạnh tranh. Thế khi mà bây giờ cái hiệp định EVFTA có hiệu lực thì thuế xuất bằng không thì gạo Việt Nam có cái sức cạnh tranh rất lớn để mà vào thị trường châu Âu. Theo đó, từ đây đến cuối năm, Việt Nam sẽ sản xuất 20.000 tấn gạo chưa xây xát, 30.000 tấn gạo xây xát và 30.000 tấn gạo thơm. Các nhà kinh tế cho rằng, về lâu dài, hiệp định này sẽ tạo ra sự cạnh tranh công bằng cho các nước xuất khẩu gạo vào EU như Việt Nam, Thái Lan hay Campuchia. Mà ở đó, gạo Việt sẽ có lợi thế hơn khi có từ 2 đến 3 vụ sản xuất trong một năm. Theo đánh giá của nhiều doanh nghiệp, để tận dụng tốt những ưu thế mà EVFTA mang lại, thì chúng ta phải thay đổi cách thức xuất khẩu. Chúng ta phải gia tăng những sản phẩm chế biến sâu thay vì chỉ xuất khẩu thô như trước. Tuy nhiên, dù xuất khẩu dưới dạng nào, thì nông sản của Việt Nam buộc phải vượt qua được rào cản khắt khe về kỹ thuật. Các chuyên gia cho rằng hàng hóa Việt muốn vào được thị trường này thì cần phải thay đổi sản xuất, cách tiếp cận nếu muốn đi vào thị trường EU. Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, thời gian tới Bộ này sẽ rà soát quy hoạch lại vùng trồng theo hướng tổ chức sản xuất lớn, hiện đại, có sự liên kết chặt chẽ giữa nhà nước, doanh nghiệp và nông dân, khuyến khích ngành công nghiệp phụ trợ. Bên cạnh đó, tiến hành giải quyết dứt điểm những tồn tại cố hữu trong chuỗi liên kết. Như đất đai tập trung như thế nào để cùng liên kết, thí dụ như cái vấn đề tín dụng như thế nào, thí dụ như vấn đề truy xuất nguồn gốc nào, thí dụ như liên kết để thống nhất giữa cái vùng nguyên liệu với tập trung chế biến với tổ chức thị trường như thế nào. Rất tất cả những cái mặt đó đòi hỏi là chúng ta phải tập trung thao gỡ. Khi xuất khẩu sang châu Âu, các mặt hàng nông sản Việt có thể chịu chung số phận là dễ đi nhưng khó vào, do EU không kiểm tra chất lượng tại Việt Nam mà sang đến nơi mới tiến hành hậu kiểm. Khi đó, doanh nghiệp mới biết sản phẩm có đảm bảo chất lượng hay không. Để vững tâm thế khi bước vào cuộc chơi lớn, nhiều ý kiến cho rằng ngành nông nghiệp cần thành lập hiệp hội ngành hàng. Tôi nghĩ đó là một điều rất là quan trọng để chúng ta phải trên một cái tinh thần là cùng nhau chia sẻ lợi nhuận, cùng nhau chia sẻ những cái cơ hội, thách thức để mà đẩy mạnh được sản lượng cũng như là nâng tầm cái giá trị của sản phẩm Việt Nam trong cái thời gian tới. Hiệp hội ngành hàng cũng phải bước chân ra thị trường thế giới. Anh phải có những nhận dạng, phải có những cái đấu tranh, phải có những can thiệp để làm sao khẳng định rằng những ngành hàng nông sản Việt Nam của chúng ta là xu hướng chúng ta ứng dụng cái công nghệ tốt nhất, xu hướng chúng ta tận dụng những quy trình quản lý tốt nhất của giai đoạn thời kỳ 4.0 để làm ra cái giá thành một cách là cạnh tranh phù hợp nhất nhưng chất lượng tốt nhất. Các chuyên gia cho rằng khi chúng ta có điều kiện tăng trưởng và phát triển sâu vào thị trường này sẽ phải đối diện với vấn đề tranh chấp thương mại như chống bán phá giá, chống trợ cấp, thậm chí là thuế tự vệ. Chính vì thế, các doanh nghiệp cần nâng cao năng lực phòng vệ thương mại. Phải chuẩn bị sẵn sàng để hỗ trợ cho cộng đồng doanh nghiệp ngay từ khi cái bước đi xây dựng những cái chiến lược để thâm nhập cái thị trường này và để chúng ta luôn luôn chuẩn bị sẵn sàng để có cái cơ chế và biện pháp để phối hợp giải quyết những cái tranh chấp thương mại cho nó phù hợp. Thì đấy là những cái thực tiễn mà chúng ta phải tính trước. Việc thay đổi phương thức sản xuất, thay đổi cách tiếp cận thị trường cần có lộ trình để hoàn thiện. Còn hiện tại, để người tiêu dùng của 27 nước khối Liên minh châu Âu biết nhiều hơn đến các sản phẩm nông sản Việt Nam thì phải tăng cường quảng bá hàng hóa. Trong dài hạn thì xuất khẩu trực tuyến là một xu hướng tất yếu giúp mở rộng thị trường và giảm chi phí. Chỉ cần vài thao tác, người tiêu dùng đã có thể tiếp cận được sản phẩm. Không những vậy, khách hàng có thể truy xuất ngược lại nguồn gốc, xuất xứ của hàng hóa. Điều này mở ra cơ hội giao thương giữa doanh nghiệp Việt và đối tác EU. Cái đối tác EU người ta muốn thanh long, người ta muốn tìm một đối tác ở Việt Nam, ta biết thì ta lên một cái trang đó Alibaba thì những cái doanh nghiệp mình giống như là một những cái kệ hàng như đó là chúng ta sẽ có và người ta vừa tìm hiểu, người ta thấy phù hợp thì người ta sẽ liên hệ trực tiếp lại doanh nghiệp tại Việt Nam và hai bên tự đàm phán và làm việc với nhau. Trong 5 năm qua, thị trường thương mại điện tử từ các doanh nghiệp đến khách hàng tại Việt Nam đều tăng trưởng ở mức trên 20%. Năm 2018, quy mô thị trường đạt hơn 8 tỷ đô la Mỹ. Năm 2019 đạt khoảng 13 tỷ đô la Mỹ. Điều đó cho thấy tốc độ tiếp cận hàng hóa qua thị trường của người tiêu dùng năm sau tăng hơn năm trước.
trong những cái để quảng bá và thu hút cho những cái nhà đầu tư. Người ta quan tâm, người ta bán được hàng, người ta sẽ về đầu tư ở địa phương và người ta sẽ làm thay đổi cái cách sản xuất cũng như là nâng cao cái chất lượng sản phẩm. Theo Bộ Công Thương, các doanh nghiệp Việt đang phải chịu thiệt thòi trong quá trình xây dựng thương hiệu, xây dựng hệ thống phân phối so với các thương buôn đến từ nhiều nước phát triển trên thế giới. Để hỗ trợ tối đa, vừa qua, Thủ tướng Chính phủ cũng đã phê duyệt đề án quản lý hoạt động thương mại điện tử đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu. Sẽ xây dựng cụ thể là một cái sàn thương mại điện tử của Việt Nam với Liên minh châu Âu. Và trên cái sàn thương mại điện tử này sẽ cố gắng để tích hợp, cung cấp đầy đủ các cái công cụ của cái điều hành của cái chính phủ điện tử ở trong đó, kết hợp với những cái công cụ và những cái cơ hội để tiếp cận khai thác thị trường thông qua xúc tiến thương mại điện tử, thông qua gọi là của hoạt động xuất nhập khẩu của thương mại điện tử. Bên cạnh sàn thương mại điện tử, để tạo điều kiện tốt nhất cho doanh nghiệp, không bị vướng mắc thủ tục khi xuất khẩu, mới đây, Bộ Công Thương và Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã nhấn nút khai trương hệ thống cấp giấy chứng nhận hàng hóa điện tử thực thi Hiệp định EVFTA. Vâng, bằng tất cả khả năng và tiềm lực đang có, thì các bộ ngành có liên quan đã đưa ra nhiều giải pháp để hỗ trợ ngành nông nghiệp tăng tốc xuất khẩu trong năm nay với hy vọng phục hồi được kinh tế hậu Covid. Tuy nhiên, thì tự thân các doanh nghiệp cũng cần chủ động sắp xếp lại sản xuất, đẩy mạnh khâu chế biến, xây dựng chiến lược kinh doanh lâu dài, tiếp cận thị trường này với một tâm thế là đối tác bình đẳng của châu Âu. Các chuyên gia cũng cho rằng rào cản mà EU đặt ra như là mệnh lệnh ngược lại cho nông dân và doanh nghiệp Việt Nam cần phải thay đổi sản xuất, cách tiếp cận nếu muốn đi vào thị trường này. Điều này cũng thúc đẩy nền nông nghiệp Việt Nam phát triển ở tầm mới với vị thế mới trên trường quốc tế. Dịch Covid-19 tác động lớn đến chi tiêu của người tiêu dùng. Hệ quả tất yếu là không chỉ các hợp tác xã sản xuất, chuỗi thực phẩm sạch cũng đang lao đao. Trong khó khăn thì các hợp tác xã và doanh nghiệp đang tìm thêm hướng ra cho thực phẩm sạch. Ghi nhận của phóng viên tạp chí Kinh tế và Tiêu dùng tại Hà Nội. Canh tác trên diện tích 12 ha, hợp tác xã này mỗi tháng cung cấp cho thị trường 7 tấn rau hữu cơ. Từ đầu năm 2020, sản lượng, diện tích không đổi. Thế nhưng, nhiều khi rau làm ra bán không hết. Nguyên nhân là khó khăn do Covid-19. Thì bà con mình bây giờ không bán được rau. Mà hiện tại thì bà con đang mang rau chợ, thị trường bán rất nhiều. Mà ra thị trường thì là rất chi là khó bán. Vì là cái một là cái mẫu mã của mình không đáp ứng thị trường. Là cái thứ nhất, cái thứ hai là bây giờ là cái giá cả. Mà nếu mình bán ra thị trường mà nó như giá thị trường thì nó gần như cho người ta. Lúc gần cho người ta thì bà con rất là lòng. Hiện thị trường tiêu thụ của nông sản hữu cơ chủ yếu tập trung vào các chuỗi nông sản sạch ở Hà Nội như là Bắc Tôm, Sói Biển, Tâm Việt. Do dịch Covid-19, nhiều người dân lo lắng vấn đề sức khỏe vẫn tìm mua các nông sản thực phẩm an toàn. Thế nhưng kinh tế eo hẹp đi, thu nhập của người dân giảm đi, họ sẽ cân nhắc và lựa chọn với mỗi lần đi mua sắm. Với chi tiêu đi mua thực phẩm đấy thì nói chung là có hạn chế hơn một chút. Doanh số thì người tự đến cửa hàng là vẫn đông, nhưng mà cái thu nhập mà doanh số bán ra thì ít hơn, giảm hơn so với trước thời Covid. Không chỉ giảm doanh thu, số cửa hàng của các chuỗi thực phẩm sạch cũng đang có xu hướng co hẹp. Chuỗi Bắc Tôm giảm từ 27 điểm năm 2018, nay xuống còn 20 điểm bán. Với những cửa hàng còn hoạt động, doanh nghiệp phải tìm cách giảm chi phí hoạt động, đồng thời tìm cách tăng doanh thu. Thì chúng tôi vẫn phải duy trì những cái đội ngũ mà thiết yếu, đặc biệt là đội ngũ kỹ sư thực địa để giám sát vẫn đảm bảo cái chất lượng sản phẩm đầu vào để giúp cho người tiêu dùng tin cậy. Còn ở các cửa hàng thì chúng tôi cũng tăng cường có cái thời gian hơn để tăng cường huấn luyện cho đội ngũ nhân sự có cái kỹ năng tiếp cận khách hàng tốt hơn để làm thế nào để thu hút thêm nhiều khách hàng hơn, thêm những cái khách hàng mới. Hiện ngoài website, các chuỗi thực phẩm sạch cũng đang kết nối với khách hàng qua fanpage, xây dựng các livestream giới thiệu hàng hóa mới về cửa hàng. Các đơn vị này cho rằng khi dịch bệnh khiến người dân hạn chế giao tiếp, cách bán hàng online to offline nghĩa là duy trì một số lượng hạn chế các cửa hàng trực tiếp và đẩy mạnh bán hàng gián tiếp qua kênh online sẽ là hướng đi nhằm tháo gỡ khó khăn cho hoạt động kinh doanh của mình.
Nhằm đáp ứng nhu cầu tiêu thụ nông sản sạch, an toàn, các ngành nông nghiệp, công thương Hà Nội đã triển khai xây dựng, phát triển nhiều vùng sản xuất thực phẩm an toàn, chất lượng theo chuỗi. Qua đó đạt được nhiều hiệu quả, thúc đẩy phát triển kinh tế cũng như đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của người dân. Từ đầu năm đến nay, rất nhiều sự kiện xúc tiến nông nghiệp quảng bá các sản phẩm nông sản an toàn đã được thành phố tổ chức. Là khâu quan trọng trong phát triển chuỗi hợp tác liên kết tiêu thụ sản phẩm, các sự kiện xúc tiến quảng bá không chỉ giới thiệu hàng hóa tới người tiêu dùng mà còn nâng cao nhận thức, ý thức của mỗi hợp tác xã, doanh nghiệp, nhà sản xuất trong quản lý chất lượng, đặc biệt là vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm. Sản phẩm mình thì làm ra từ thịt lợn sinh học của chuỗi thực phẩm sinh học quốc ngoài, và khi làm cũng tuyển chọn rất là nghiêm ngặt để được một cái sản phẩm nó đạt tiêu chuẩn, thì cũng phải từ khâu thịt cho đến khâu ướp cho đến làm, và tôi làm thì cũng không cần phụ gia. Nhà nước đang quan tâm về vấn đề cái truy xuất nguồn gốc, thì với cái sản phẩm của chúng tôi thì đã được nhà nước bảo hộ rồi, thì cái việc truy xuất nguồn gốc buộc chúng tôi phải thực hiện. Có thực hiện như thế thì cái sản phẩm của chúng tôi được ngày một được nâng cao, và giá trị của nó sẽ được tăng lên. Thì với cái được tăng lên như vậy thì cái lòng mong mỏi của nhân dân, người ta có xu hướng là sản xuất nhiều hơn, và cũng làm cho cái mẫu mã hoặc là toàn bộ cái sản phẩm nó sẽ đẹp và tốt hơn. Thành phố đã tiếp tục đẩy mạnh phát triển các vùng sản xuất nông nghiệp chuyên canh tập trung, đảm bảo an toàn thực phẩm với trên 5.000 hectare sản xuất rau an toàn, 40 mô hình rau áp dụng hệ thống PGS. Bên cạnh đó, Hà Nội cũng tiếp tục duy trì và phát triển 141 chuỗi liên kết an toàn thực phẩm, từ sản xuất đến tiêu thụ sản phẩm, tăng 3 chuỗi so với năm trước. Các chuỗi đã thu hút nhiều doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ nông dân tham gia. Các cơ quan quản lý nhà nước cũng đã hỗ trợ để nâng cao chất lượng, mẫu mã các sản phẩm và nhân rộng các mô hình chuỗi an toàn thực phẩm từ sản xuất đến tiêu thụ sản phẩm trên địa bàn Hà Nội. Đối với sản xuất nông nghiệp của Hà Nội thì sẽ triển khai các cái giải pháp về tập trung ruộng đất, tập trung nguồn lực để hình thành các cái trang trại sản xuất quy mô lớn, áp dụng khoa học công nghệ và tổ chức sản xuất theo chuỗi giá trị. Cái tổ chức sản xuất theo chuỗi giá trị là cái yếu tố quan trọng để góp phần cái nâng cao năng lực cạnh tranh của sản phẩm nông nghiệp và quản lý an toàn thực phẩm khi mà tổ chức sản xuất theo chuỗi giá trị, truy xuất được nguồn gốc. Thế và cái thứ hai là áp dụng các quy trình trong sản xuất nông nghiệp, thì đây là cái tiền đề, các quy trình sẽ đưa ra các cái tiêu chuẩn sản phẩm chất lượng cao. Thứ ba là khuyến khích phát triển chế biến, các doanh nghiệp đầu tư vào chế biến hay thành lập phát triển các hợp tác xã chế biến để phát triển sản xuất theo chuỗi giá trị, thì đây là cái cơ sở để giúp cho sản phẩm nông nghiệp được nâng cao chất lượng và xây dựng các cái tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm. Và những cái sản phẩm chất lượng tốt thì xây dựng áp các cái tiêu chuẩn của quốc tế, thì giúp cho nâng cao được chất lượng, có cái sản phẩm chất lượng cao cung cấp cho người tiêu dùng trong nước và đặc biệt là hướng tới xuất khẩu. Trong thời gian tới, để tạo điều kiện thuận lợi trong việc triển khai thực hiện mô hình chuỗi cung ứng thực phẩm, nông, lâm, thủy sản an toàn trên địa bàn thành phố, bên cạnh việc duy trì, mở rộng các chuỗi đang có quy mô và sản lượng, các ngành chức năng của Hà Nội hướng tới xây dựng mới, phát triển các chuỗi cung cấp thực phẩm an toàn. Cùng với đó, đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý nghiêm cơ sở sử dụng sản phẩm không rõ nguồn gốc xuất xứ, không đảm bảo an toàn, tiếp tục xây dựng vùng sản xuất tập trung theo quy trình sản xuất VietGAP. Tăng cường tuyên truyền, có giải pháp trợ giá bên cạnh kết nối sản xuất tới tiêu dùng. Đây là giải pháp được Hiệp hội các nhà bán lẻ tại Việt Nam đề xuất để nâng đỡ thực phẩm sạch. Phóng viên tạp chí Kinh tế và Tiêu dùng đã có cuộc phỏng vấn nhanh đối với bà Vũ Thị Hậu, Chủ tịch Hiệp hội các nhà bán lẻ Việt Nam về vấn đề này. Vâng ạ, cảm ơn bà đã cả trả lời phỏng vấn chương trình tạp chí Kinh tế và Tiêu dùng của VTC1. Thưa bà, là có một cái thực tế vẫn đang diễn ra, đấy là ở những chợ, những cái nơi mà kiểm tra hàng hóa, truy xuất nguồn gốc thì rất là khó khăn, tuy nhiên lượng tiêu thụ thực phẩm thì lại rất là nhiều. Trong khi những siêu thị hay là những cửa hàng tiện ích thì lượng tiêu thụ hàng hóa, thực phẩm an toàn thì lại ít hơn rất là nhiều. Tại sao lại có cái mâu thuẫn này thưa bà? Về cái việc mà người dân của mình thường là vẫn hay chủ quan với cái việc là mình sẽ sử dụng sản phẩm như thế nào, đưa sản phẩm thực phẩm có cái độ an toàn thế nào vào gia đình của mình, chắc chắn là vẫn có một cái sự chủ quan như thế. Cái thứ hai là về cái mức độ thu nhập của người dân.
Trên thực tế thì các hàng hóa mà bán trong các hệ thống siêu thị hoặc là các trung tâm thương mại hoặc là các cửa hàng rau sạch thì cũng là về cái tầng lớp thu nhập là cũng phải từ trung bình hoặc là trên trung bình, người dân mà có cái mức độ dưới trung bình chẳng hạn, và người ta cũng rất là muốn bảo vệ sức khỏe, nhưng vì là cái thu nhập người ta phải tính toán cái chi tiêu. Thời gian gần đây thì một số đơn vị như là Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn thành phố Hà Nội thì đã tổ chức những cái chương trình kết nối những cái đơn vị cung ứng thực phẩm an toàn với các siêu thị, hệ thống bán lẻ hiện đại hay là những hệ thống phân phối cửa hàng tiện ích chuyên về thực phẩm an toàn. Theo bà thì bà đánh giá như thế nào về hiệu quả của cái giải pháp này trong việc thúc đẩy tiêu dùng cái thực phẩm an toàn thưa bà? Trong các những năm gần đây thì cơ quan quản lý nhà nước, cụ thể là Sở Nông nghiệp Phát triển Nông thôn cũng như là Sở Công Thương thì cũng đã rất chú trọng đến vấn đề an toàn vệ sinh thực phẩm và đặc biệt là vấn đề xúc tiến thương mại cho các cái sản phẩm nông sản sạch. Và gần đây nữa thì là các cái sản phẩm OCOP cũng đã được nhắc đến rất là nhiều và gần như người tiêu dùng cũng đã biết được các sản phẩm OCOP là gì. Bà có nghĩ rằng là siêu thị hay là cửa hàng tiện ích là cái địa chỉ duy nhất để người dân có thể tìm được những cái thực phẩm an toàn hay không, và cần làm gì để nhiều người dân hơn nữa ở trên cả nước tìm kiếm những cái thực phẩm an toàn thay vì những sản phẩm trôi nổi như hiện nay? Thì các hệ thống bán lẻ như là trung tâm thương mại, như là siêu thị, như là các cửa hàng chuyên doanh về thực phẩm thì cũng cần phải là tham gia rất là nhiều các cái buổi xúc tiến thương mại và tìm kiếm đến tận nơi sản xuất và có cái sự kiểm tra kiểm soát đột xuất, tức là mình cũng có những cái sự kiểm tra kiểm soát, không phải là mình cứ dựa vào tất cả những cái quy định trên giấy tờ hoặc là những cái quy định hoặc là mình nhìn nhận chỉ có trên góc độ là từ xa, mà cũng cần phải có những sự trực tiếp. Nhưng mà muốn gì thì vẫn phải có những cái truy xuất nguồn gốc. Người tiêu dùng thì vẫn phải nhìn đến cái truy xuất nguồn gốc của sản phẩm. Cảm ơn bà đã trả lời phỏng vấn chương trình. Giữa mùa dịch bệnh, các doanh nghiệp thực phẩm sạch sẽ đối mặt với nhiều khó khăn. Nhiều doanh nghiệp đối mặt với nguy cơ suy thoái, biến mất khỏi thị trường. Nhưng đây cũng là lúc để sàng lọc những doanh nghiệp ở ngành hàng này. Những doanh nghiệp nỗ lực vượt khó, sáng tạo trong sản xuất, cung ứng và duy trì được sản xuất có chất lượng, giữ vững được uy tín thì sẽ được thị trường đón nhận. Đến đây thì tạp chí Kinh tế và Tiêu dùng tuần này cũng xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.